Kính chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tân Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Sau đây, Tân sẽ quay đoạn video người em quen biết hát trong phòng trà. Mời các bạn đón xem. Dù biết cách xa với người, dù biết ngày chung chẳng rời, mà vẫn xót xa tháng ngày. Trở lại chỉ nữa em ơi, còn đâu giây phút tuyệt vời. Thank you.
xin cảm ơn.